nay cũng có một số tiệm nghỉ. Đây là áo dài Tuyết Phương. Có một số những cái mẫu áo dài may sẵn nhìn rất là đẹp này. Màu da, màu đỏ, màu đen, màu xanh da trời. Dạ vâng. Nhưng mà ở đây thì các cô ấy không có để giá nên là ai mua thì phải vô hỏi. Nó khác với khúc bên một số những cái nơi mà mình đi là để giá rõ ràng thì không có phải trả giá. Rồi tới đây thì các cái quầy bán thực phẩm. Rồi đi tiếp nha các bạn. Chỗ nào để giá nó thì mình dễ mua hơn. Có lẽ là bên ban quản lý nên vận động các tiểu thương là để giá rõ ràng từng sản phẩm. Gạo này, gạo bây giờ đang có giá nhé. Ấn Độ và Thái Lan là hạn chế xuất khẩu gạo nên là gạo Việt Nam giờ có giá hơn. Rồi các bạn đi tiếp nhé. Thường thì mình sẽ ấn tượng với những cái cửa hàng nào để giá. Vì đó, đây cửa hàng hả? 100, 120, 130, 100 ngàn. Giá cả rất là rõ ràng. Đây có ghi cái chữ là Ủy ban Nhân dân phường 2 ra quân kiểm tra xử lý và giải tỏa các trường hợp chiếm dụng lòng đường vỉa hè để kinh doanh trái quy định pháp luật từ 7 tháng 6 năm 2023. Đó, ở trên là bảng thông báo ra quân. Nhưng mà hôm nay là ngày lễ nên là quân ở nhà không có ra quân nữa. Pháp luật ở Việt Nam mình thì cái việc mà thực thi đó đôi khi nó chưa nghiêm. Mình sang bên Thái Lan đó, thì khi mình có hỏi một cái anh bán hàng là của tại sao mà ngoài vỉa hè rộng mà anh không có để cái bảng quảng cáo của anh ra ngoài, hoặc anh không có để một hai cái bàn ra ngoài, thì anh ấy có nói là không, nhà của tôi là chỉ từ cái mí cửa này trở về trong thì tôi chỉ bán ở trong thôi, còn phía bên ngoài đó là của nhà nước thì tôi không có sử dụng của nhà nước. Mà họ rất là ý thức, người ta không có chiếm dụng vỉa hè. Đây ví dụ như Tuấn Dương, ví dụ cô bác nhìn phía trước này, vỉa hè là người của người đi bộ, còn lòng đường cho các loại xe. Nhưng bây giờ mà bày bán ra tận ngoài vỉa hè này thì đương nhiên là mình phải đi xuống dưới rồi, mình không thể đi ở trên vỉa hè được, bày ra hết phía bên ngoài. Thế nên là mới nói là của mình thì đôi khi pháp luật hoặc thông báo khẩu hiệu thì rất là rõ ràng, nhưng mà đến cái lúc thực hiện đó, đâu có phải là những người bán người ta không biết chữ đâu. Những người bán là đều biết chữ, và không biết chữ làm sao họ để được bảng giá. Nhưng mà nhiều khi những các cái quy định bị phớt lờ. Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một video clip chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống Sài Gòn. Thưa quý cô chú anh chị, ngay lúc này đang là 10 giờ 15 phút ngày 2 Tây tháng 9 năm 2023, và Tuấn Dương đang có mặt trước cổng chợ Phạm Văn Hai. Đang có mặt trước cổng chợ Phạm Văn Hai thuộc quận Tân Bình. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay, Tuấn Dương sẽ mời quý cô chú anh chị chúng ta cùng đi chợ Phạm Văn Hai, coi cảnh buôn bán, sinh hoạt, mua sắm của người dân Sài Gòn. Đây là một trong số hàng trăm những cái ngôi chợ truyền thống còn đang hoạt động tại Sài Gòn. Thì có rất là nhiều những các cái mô hình buôn bán, ví dụ như là chợ truyền thống, chợ cóc, trung tâm thương mại, siêu thị và các cái cửa hàng tiện lợi. Tuy nhiên thì cùng với cái sự phát triển của cùng với cái sự phát triển của
kinh tế thị trường thì rất là nhiều những cái loại hình kinh doanh buôn bán cũng cạnh tranh với những cái ngôi chợ truyền thống, như là những cái công ty mà bán hàng online, ví dụ như là Amazon, eBay, Alibaba, rồi các cái công ty như là Shopee, Lazada, Sendor, kể cả những các cái công ty của Trung Quốc bây giờ người ta cũng bán hàng online và ship hàng tận Việt Nam. Người ta có người Việt Nam trả lời hoặc là người Trung Quốc nhưng mà trả lời bằng tiếng Việt Nam, nên là những các cái mô hình chợ truyền thống thì bị cạnh tranh rất là khốc liệt. Bên cạnh đó thì chợ truyền thống có những cái ưu điểm và cũng có những nhược điểm. Ưu điểm thì chúng ta có thể tới để tận mắt chứng kiến, mắt nhìn, tay sờ và miệng thì trả giá. Nhưng mà cũng có những cái nhược điểm, đó là chợ truyền thống thì chỉ tiếp cận được cái khách hàng khu vực lân cận trong bán kính chừng vài cây số. Còn những cái người ở rất là xa đó, khi mà mua tiếp cận với chợ truyền thống thì hơi khó. Và có những cái nhược điểm khác nữa là ví dụ chợ truyền thống thì thường không để giá và hay nói khách phải trả giá. Đây cũng là những cái bất tiện. Thì thôi, chưa biết như thế nào, bây giờ mời quý cô chú anh chị chúng ta cùng với Tuấn Dương sẽ loanh quanh một vòng quanh chợ để xem trong ngày hôm nay thì bà con đi chợ mua sắm rồi buôn bán như thế nào nhé. Bây giờ mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng đi với Tuấn Dương. Đây đang là con đường Phạm Văn Hai. Đây, chỗ này là số 91 đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình. Hướng này đó các bạn, chúng ta đi thẳng cái hướng này thì ra cô bác anh chị sẽ gặp con đường Hoàng Sa và Trường Sa. Ngày xưa là cái đường bờ kè kênh Nhiêu Lộc. Ngay ở đây đó các bạn là có cái chữ Blue Square, số 91 đường Phạm Văn Hai, phường 3, quận Tân Bình. Là một cái tòa nhà cao tầng, họ cho thuê văn phòng nên là đã để biển. Ở dưới thì là siêu thị Sài Gòn Coop. Đây là ở trước cổng chợ đó các bạn, là một cái tòa nhà rất là cao tầng này. Ngày xưa có lẽ là cái khu này thì chưa có tòa nhà cao tầng đâu, nhưng mà sau này thì Sài Gòn đất chật người đông nên là rất là nhiều tòa nhà cao tầng được mọc lên. Đấy, khu chợ Phạm Văn Hai đây. Ngay góc đây là đường Nguyễn Bậc cắt với đường Phạm Văn Hai nha thưa quý cô bác anh chị. Và ở Việt Nam đó thì rất là nhiều những các cái bảng hiệu đi vào khu cư dân thì người ta ghi là khu phố văn hóa. Mình sang bên ví dụ như Malai hay là Singapore hay là một số nước khác đó thì mình thấy người ta không có đề biển là khu phố văn hóa ở những các cái cổng phía đằng trước này. Nhưng mà ở bên Việt Nam mình thì cái khu phố nào cũng là có cái đề biển là khu phố văn hóa. Ở Hà Nội thì cũng có những cái khu phố người ta ghi là các cái khu phố như là khu phố đạt chuẩn văn hóa. Rồi, giờ không làm mất nhiều thời gian của quý cô chú anh chị, bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong ngôi chợ Phạm Văn Hai này nhá. Coi xem là người ta buôn bán ngày hôm nay như thế nào. Rồi, phía hồi đấy thì mình gửi xe gắn máy ở ngoài, sau đó bây giờ đang đi bộ dỗ. Phía bên ngoài thì các cái tiệm bán nước như là trà tắc xí muội, trà thơm, đá me, rồi bán nước mía. Đây, những tiệm bán nước mía ở ngay sát với lề đường. Nếu mà trời mưa đó thì bán không có đắt, còn trời nắng thì bán rất là đắt. Bên ngoài đây là những các cái sạp bán mỹ phẩm này, dầu gội, rồi khóa mỹ phẩm. Cái cạnh này là gần đường Nguyễn Bậc nhé các bạn.
Rồi chúng ta sẽ từ từ đi vô trong chợ coi bà con buôn bán như thế nào. Rồi. Chào cô. Nay không nghỉ lễ hả cô? Ngày nào cũng bán. Dạ. Chuyên mỹ phẩm gì là? Chào chị. Sài Gòn ngày nay may đồ hả chị? May hay là sửa hả chị? Sửa đồ. Có chị ngoài Bắc à? Em ở Ban Mê Thuột anh ơi. Ban Mê Thuột á? À, Ban Mê Thuột, Đắk Lắk. Trời, sao tiệm trang trí đẹp với dâu tây ngày xưa họ bán nước hay sao? Yeah, bán quần áo. À, bán quần áo, dâu tây giờ. Sửa đồ bây giờ lại ngon đấy. Sửa đồ, may đồ luôn anh ạ. À, cả may đồ. Đây, chị Phương có nhận mắt sổ. À, quấn gì nhá? Quấn biên. Quấn biên là sao chị? Quấn cái lai quần, ráp áo thun, viền can sai, đánh bóng, dích dắc. Nhiều nghề quá. Rồi cảm ơn chị nhé. Ủa vậy là lễ không nghỉ? Không, em phải ra khách sạn. Dạ. Rồi em đi, rồi chào chị. Rồi cũng có nhiều cô chú anh chị thì nghỉ lễ, còn có những anh chị cô chú thì vẫn bán trong cái ngày này. Đây bên phải một số tiệm các cô chú bán gạo. Đây, cũng có những sạp thì không kinh doanh nữa thì các cô chú để biển cho thuê. Chào cô. Cho thuê sang sạp. Chỗ này cô bán gạo này. Gạo bây giờ đang có giá nhé. Ấn Độ và Thái Lan là hạn chế xuất khẩu gạo nên là gạo Việt Nam giờ có giá hơn. Rồi tới đây thì gặp các cái quầy là các cái tiệm bạc. Tiệm bạc gia công, chế tác, đánh bóng, để bấm lỗ tai. Rồi bấm lỗ mũi, lỗ tai, bấm cả lỗ rún luôn ha. Rồi, ai muốn bấm lỗ rún thì tới đây này, có cả số điện thoại luôn. 0933667545. Giờ con mới thấy chỗ bấm thế này, thường thấy tai là nhiều, lỗ rún ít. Không biết bấm lỗ rún là bấm làm sao ta. Hạnh Phúc bán xỉ lẻ đồ lót. Có dạ quay chợ ngày lễ mọi người đi chợ nào ạ? Xì mạ. Nếu như mà mình đi vào các cái trung tâm thương mại, những cái ngôi trung tâm thương mại thì thường sẽ rất là đông. Người tới chơi mua sắm ở chợ truyền thống thì thường là có mối mang, và đa số những người đi chợ truyền thống là các cô chú lớn tuổi đã từng gắn bó nhiều năm với các cái ngôi chợ. Các bạn thấy thì sạp đóng sạp mở chứ không phải là tất cả các sạp cùng buôn bán. Vì hôm nay là ngày lễ, nghỉ lễ. Nhưng mà cũng là nghỉ lễ thôi. Nhưng lát nếu mà Tuấn Dương thu xếp được thời gian đó, mình tới các cái trung tâm thương mại thì cô bác anh chị sẽ thấy là rất đông. Đây bán vali, túi sách, rồi nón này. Vali cho mọi người mua để đựng đồ đi du lịch. Rồi quần áo. Thỉnh thoảng thì mình mới gặp một chú đi chợ. Đây các cô bà làm tiệm may, may đầm, âu phục, thời trang. Quần áo. Chung là sạp đóng sạp mở, không có phải là mở toàn bộ. Rồi đi tiếp. Đây các sạp bán quần áo này các bạn này. Các bạn nhìn từ bên phải thì nó thông sang bên trái. Đó, từ đầu chợ tới cuối chợ rất là thông thoáng nhé. Chúng ta đi lại rất là dễ dàng, không có bị vướng mắc ai.
đây các tiệm mà ráy tai, hớt tóc, rồi bán đồ. Rồi tới đây thì tới cái khu bán đồ thực phẩm. Thường những cái quầy bán đồ thực phẩm này thì ta sẽ bán từ rất sớm, bán để cho các cái nhà hàng, khách sạn, quán ăn mua để mang về chế biến, rồi bán trong ngày. Chợ có tiêu chí là xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, thân thiện. Rồi khách hàng cần phản ánh về thái độ kinh doanh của thương nhân hoặc các hành vi như nói thách, không đúng giá niêm yết, gian lận thương mại thì liên hệ với số điện thoại của bên ban quản lý. Như vậy là chợ cũng có cái tiêu chí rất là rõ ràng, xây dựng văn minh thương mại. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp nhé. Đi tiếp mấy cái khúc bán quần áo. Quần áo rồi nón rất phong phú à. Có bạn ấy cầm lộn luôn cái nón của một cái sạp thì người mẹ đã phải nói là của người ta bỏ lại. Đây, cặp sách học sinh này, giỏ. Rồi, túi sách. Rồi, rất là nhiều loại nhé, phong phú, đa dạng. Cặp học sinh. Cặp học sinh hình Doraemon này, Hello Kitty, siêu nhân. Cặp sách, ba lô, túi sách, nón. Các bạn có cảm nhận gì khi mà đi cái ngôi chợ này thì hãy để lại phần comment. Đây, mình sẽ đi một lượt nhé. Đấy, nguyên cái khúc này thì các sạp đóng hết. Mình cũng không dám nói. Nhưng mà khi mình đi một số cái ngôi chợ của Malaysia hoặc là không đi sang Malaysia với Indo đó, thì người ta để giá rất là to tất cả các cái mặt hàng. Mình đi từ xa mình cũng quan sát thấy, và người bán rất là thân thiện. Khi người bán nhìn thấy bất cứ một người nào đi qua đó, là họ đều nở một nụ cười. Ở Thái Lan cũng vậy, Thái Lan, Malaysia là họ nở một cái nụ cười rất là tươi. Sau đó thì họ có hỏi là họ chào hàng đó. Thì nhưng mà ở những cái ngôi chợ truyền thống này thì mình thấy ít như vậy. Đây, khúc này thì có để giá này rất là kỹ này. Giống như 160.000 cái váy kia, 130.000 cái váy màu xanh chuối, rồi 120.000. Cửa hàng này chấm 10 điểm luôn á, giá để rõ ràng. 120.000, 80.000 này. Đấy, đi từ xa cái này rất giống như ở nước ngoài nhá. Để giá rõ ràng, ai muốn mua nhắm cái gì, thấy ưng ý thì mua, không có phải trả giá. Đó, sạp này mình nghĩ là 10 điểm này. Còn mấy sạp khác á, thì ta không có để giá thì các bạn phải mặc cả, phải trả giá. Nhưng mà khi mình trả giá thì cũng rất khó để mà trả, bởi vì thường là người mua lầm chứ người bán không bao giờ lầm. Rất khó để biết. Rồi, các bạn đi tiếp nhé. Thường thì mình sẽ ấn tượng với những cái cửa hàng nào để giá. Vì đó, đây cửa hàng đó. 100, 120, 130, 100.000, giá cả rất là rõ ràng. Yeah.
Đây, sale 150.000 này. Nói chung cũng có những mặt hàng thì để giá rất là kỹ cụ thể. Ở đây đầm sale giá 50.000. Cố Nga, bún thịt nướng, bún Thái, mắm nêm, rồi ngon quá. Gỏi cuốn, nem cuốn, bún mắm nêm, có cả chè luôn nè. Cảm ơn chị. Chè này, khu đồ ăn. Ai muốn ăn uống thì lại cái khu giữa chợ, gần với khu bán quần áo này. Đó, chè. Nhìn chè ngon quá. Chè mít đỏ, chè long nhãn, chè thốt nốt, chè dừa nước đặc sản. Dạ con. Dạ. Con đi một vòng đã. Dạ, chả mãng cầu. Quay lên TikTok không? Dạ con quay lên YouTube ạ. À, khu bán quần áo này. Bán chè nhiều loại quá trời luôn á. Đây quần áo cũng rất nhiều này. Quần áo mắt kiếng. Đây. Váy siêu ọp 130.000. Rồi các loại áo thời trang. Áo Gucci, áo Chanel, Chanel. Rồi, những các cái áo này cũng rất là đẹp này. Áo lưới. Rồi, quần áo. Đồ nam. Giày dép, đồ nữ. Mắt kiếng. Đây là các loại vòng đồ si. Cái dãy này là bán đi là đông nhất này các bạn này. Nó cũng rất là thuận tiện, vừa mới cổng chợ đi vô. Giày dép. Đây chúng ta đi tiếp nhé. Bên này là những các cái dây nịt này, cà vạt. Chủ yếu là quần áo. Rồi bên phải này các khu bán đồ kẹp tóc này, xi mạ, mỹ phẩm. Rồi khúc này có mấy tiệm mà bán vải, áo dài cũng rất là đẹp nhé. Đó, áo dài may sẵn các kiểu. Áo dài tiệm vải Hồng Phượng. Dạ. Các loại áo dài may sẵn. Hôm nay cũng có một số tiệm nghỉ. Đây là áo dài Tuyết Phương. Một số những cái mẫu áo dài may sẵn nhìn rất là đẹp này. Màu da, màu đỏ, màu đen, màu xanh da trời. Dạ vâng. Nhưng mà đây thì các cô ấy không có để giá nên là ai mua thì phải vô hỏi. Nó khác với khúc bên một số những cái nơi mà mình đi để giá rõ ràng thì không có phải trả giá. Rồi tới đây thì các cái quầy bán thực phẩm. Rồi đi tiếp nhé các bạn. Chỗ nào để giá nó thì mình dễ mua hơn. Có lẽ là bên ban quản lý nên vận động các tiểu thương là để giá rõ ràng từng sản phẩm. Thì bà con cô bác mình, những cái khách đi chợ đó, người ta sẽ cảm thấy nó thoải mái và yên tâm hơn. Còn không ấy thì chợ truyền thống thì có một cái nhược điểm là hay để cho bà con trả giá
Đây, sạp giao kéo nghỉ một ngày 1 và ngày 15 âm lịch hàng tháng, tức là một tháng nghỉ 2 ngày. Ở các loại giao kéo này. Đây là giao ở đây, bảng đây có để giá này. Hàng bán đúng giá, miễn trả giá. Rồi kéo đen 35, kéo đỏ 40, kéo trắng 70. Dạ, chào cô. Dạ, lên YouTube cô. Vâng. Dạ, dạ. Và cô bán bún hả cô? Không, bì heo. Bì heo, còn cái trắng trắng? Đó, bì heo. À, cũng bì heo làm trắng ạ. Dạ, con cảm ơn. Ở đi vô đây nhé. Vô các cái sạp vải này. Khu này là bán mấy cái loại đầm. Trời ơi, đầm này cũng đẹp quá trời này. Nhìn đẹp quá. Chào cô. Khu bán đầm này, nhìn trang, nhìn đầm rất đẹp nhé. Rồi, mấy bộ này nhìn xịn sò quá. Đây tiệm manơ canh, bộ nào cũng trang trí manơ canh. Tiếp theo là toàn quần áo, áo khoác, rồi có bán jean nam, quần jean, áo jean, Adidas cũng. Nhiều sạp để bảng cho thuê. Dạ, con đi quay chợ. Quay chợ đắt hàng. Dạ, quay chợ hôm nay có ai nghỉ đi chơi không? Già rồi. Dạ. Đi đâu đây? Dạ. Có trẻ tuổi đi á. Dạ. À, trẻ đi chơi, mấy cô lớn tuổi ở nhà ngồi bán. Đó, mình nhìn từ đầu chợ đến cuối chợ là rất là thông thoáng à. Và hôm ngày ngày lễ mọi người đi chơi, người ta phải mua trước lễ rồi. Hồi xưa thì nó cao, càng đắt, còn bây giờ càng lễ càng không có, bình thường còn không có người. Và cô bán online đi cô. Già rồi còn biết ông. Nhờ mấy bạn trẻ hoặc là bây giờ thuê dịch vụ họ làm cô ạ. Giờ già hết thời. Dạ. Cô nói giờ già hết thời rồi. Rồi, để các bạn tự cảm nhận. Mình không có nói là chợ đông hay là chợ ế nhé. Nói chợ ế thì các bạn bảo đâu thấy người đi. Mà nói chợ đông thì cũng ít thấy khách mua. Nếu như mà chợ này các bạn mà tổ chức tốt rồi kêu khách du lịch các nơi họ tới bán thêm buổi đêm đó, thì kinh tế ban đêm đó, thì chắc là sẽ khá hơn. Ban ngày khách du lịch người ta ít tới cái khu vực này. Chỉ có người nào biết ở Sài Gòn thì mới tới những cái ngôi chợ truyền thống như vậy thôi. Còn nếu như mà thành phố mà tổ chức kết nối tốt đó, thì em đi nhờ chị vậy. Khu này bán cà phê, nước giải khát, bánh ướt, mì Quảng tô nhỏ 27k, tô lớn 30k, bánh ướt 15-20k. Trời ơi. Ra tới khúc này là khu bán thịt heo. Chả cá, đậu hũ. Mùa chay thì chả cá với đậu hũ bán cũng khá được nha các bạn.
đây phía trong lồng chợ này, các loại bánh thì cô còn bán thêm cả cạc điện thoại, bún tươi, bánh tráng, các loại mì, mì xào, bún bọc. Bánh mì thịt, xíu mại, ốp la, giò chả, củ kiệu, giò chả này, lạp xưởng, nem, bò viên. Hành tùng, bún bò Huế, bún mọc, bánh canh, riêu cua. Đó, nguyên cái khu này là khu ăn uống, rồi cũng có những sạp. Cô ấy bán những cái bình đựng nước trà. Đó. Từ đầu chợ tới cuối chợ các bạn nhìn thấy là có người đi chứ không phải không có người đi, nhưng mà khá vắng. Còn đây chúng ta sẽ đi qua cái khu ăn uống này. Ở khu ăn uống thì cũng thẳng tưng tưng tửng tưng tưng luôn, các dãy là chỉ có ghế để thôi còn ít khách ngồi. Đó, bún riêu, canh bún, bánh đa cua, bún bò Huế, thỉnh thoảng thì cũng có thấy khách ngồi ăn. Hủ tiếu, mì, bún mọc giá rất là rẻ nhé, từ 27-22 ngàn, cỡ khoảng $1 là có một món ăn rồi. Dừa. Ở đây có để bảng giá này. Nước mía nhỏ 7 ngàn, lớn 12 ngàn, trong khi ở chợ Bến Thành là 15-20 ngàn. Gọi là chợ ở đây thì giá rẻ bằng phân nửa chợ Bến Thành nếu mà so cái bảng giá nước mía. Đây, bún riêu, canh bún giá có 22 ngàn thôi, giá rất là mềm. Bún thịt nướng, cơm, sườn, nước mía nguyên chất. Ngày lễ chắc người ta nghỉ, ngày thường người bán đông. Dạ, kênh Sài Gòn ngày nay thưa chú. Chú là chủ sạp đây à? Không, tôi làm mướn không ạ. À, làm mướn cho bà chủ, mướn nhưng mà tối ngủ với bà chủ ạ. Ôi dạ. Dạ, con cảm ơn. Rồi, chúng ta đi tiếp thôi nè. Rồi, tiệm cô Thảo bán cà phê giải khát sinh tố. Rồi, thôi chúng ta đi ra ngoài nhé. Lựa để quay cho cô chú anh chị coi một số những các cái hình ảnh buôn bán ở trong chợ. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài. Đây cô có một cái bếp chiên này. Bếp chiên có cái hệ thống hút khói. Chiên đó là cô chiên chiên đậu hũ. Chợ quá đắt luôn. Dạ. Ra phía bên ngoài thì các bạn thấy là xe cộ rất là đông nhé. Xu hướng là mọi người thích ngồi ở phía bên ngoài hơn là ngồi bên trong. Ngồi bên ngoài có thể thuế nó rẻ hơn ở phía bên trong, và bán phần nào bán nó cũng dễ hơn. Ai cũng lấn ra ngoài nên là cái lối đi này nó càng trở nên chật hẹp. Từng người đi phải xếp hàng để đi qua cái khúc này thì hai xe máy tránh nhau là cũng hơi khó nhé các bạn. Hai xe máy này
tránh nhau khó. Đó, qua được cái khúc này cũng trần này á, hơi bị khó nha. Đây là phía bên ngoài thì buôn bán đông vui tấp nập luôn nhé. Đó, người đi cứ như là chảy hội, dòng người đi như chảy hội các bạn. Đó, đủ thứ. Ngồi niêu xong chảo rồi à. Cây lau nhà chảy cối bằng nhôm quá trời. Rồi đi tiếp các bạn ơi. Phía bên ngoài này là bán, nói chung ở bên ngoài và trong chợ người ta bán cũng giống nhau. Ở trong có gì thì ở ngoài cũng đã có cái đó, rau củ quả rồi trái cây, trái thơm, cá tôm cua. Rau củ quả rất là nhiều loại, kể cả quần áo cũng có nhé. Quần áo của bác người ta cũng đổ ra thành từng đống bán sổ. Đấy, ở ngoài bán được vì là người ta để bảng giá rất rõ ràng, một áo là 40, ba áo là 100 ngàn. Mua 3 áo là rẻ được 20 ngàn. Thì sở dĩ tại sao ở ngoài bán được mà trong không bán được, vì ngoài để giá và ở ngoài bán giá rẻ, còn ở trong nó thì không có để giá và phải mặc cả, phải trả giá. Đây, họ bán vải. Trái bầu 13.000 ký dưa leo. Lễ không nghỉ anh? Dạ. Ôi trời ơi. Nghỉ một ngày thôi mà. 15.000 là hành. Anh bán để giá là ok đấy. Hơn ở những cái sạp khác trong chợ. Trong chợ không để giá. 13.000 ký cà chua ngon này. 15.000 ký tự dưng quên tên này gì đây. Này gọi gì anh nhỉ? Khoai mỡ. Khoai mỡ. Ủa sao họ cạo ra họ bán tới 60.000 ký ta? Bán nguyên quả vậy dạ? Bán nguyên quả vậy anh. Cái này có 15.000 mà cạo ra mình hỏi trong chợ ta bán 60.000 một ký. 20.000 ký đậu que, 12.000 ký dưa leo này. Rồi bên này các bạn này, nấm nước các thứ cũng để giá này, 8.000 100 gram. Cá 120.000, thiên lý 40.000, cá thác lác 100.000 nửa ký. Rồi khổ qua này 12.000 một ký này. Đó. Giá rất là dễ mua nhá. Ai thấy cái gì lựa. Dạ, ông chủ ạ. Và ông chủ. Và rồi mua nguyên cả mớ củ cải. Dạ. Rồi chào cô nhá. Rồi chúng ta đi. Nếu mà mình đi từ sáng sớm đó, thì nó sẽ còn đông hơn. Chợ này chỉ họp đến tầm chiều thôi là nghỉ. Cỡ khoảng 5-6 giờ đó là ta đã nghỉ rồi. Đây cá cũng rất tươi ngon các bạn nhìn này. Cá lóc, những con cá lóc là rất là khỏe. Cá lóc, cá điêu hồng, rồi cua. Dạ.
bên này là gà, những cái con gà đang còn sống này, gà, vịt, chim. Ai mua thì sẽ ta bán theo ký. Ở chỗ này các bạn nhìn này, ta cũng bán cá điêu hồng này, rồi cá chép, ếch, lươn. Đây những con lươn này. Ồ, lươn vàng ươm luôn. Rồi cua, tôm, gà. Ở đây bên đây là người ta xay cua, có cua này các bạn này, cua, những cái con cua này xay ra để mình nấu canh cua. Rồi cô bán đây lá trà xanh, lá trà xanh này để uống nước, đun nước uống. Rồi giò chả nem chua. Cái phía đầu chợ kia thì có vẻ đông hơn. Ở đây buổi chiều mà ta dọn đi các bạn. Đây, vớ sổ có 5.000 một đôi thôi. Đó, các bạn mua vớ ở đây có giá rõ ràng nhá, 5.000 một đôi. Rồi, đồ bộ 70.000 một bộ. 3 bộ là 200. Đó, 3 bộ 200.000. Ghê chưa? Đó, đồ bộ 70.000 một bộ thôi. Nhìn cũng rất là đẹp. Và mua 3 bộ được giảm 10.000. Rồi, khăn tắm xuất khẩu Nhật 100.000 4 cái. Khăn tắm bự dỡ cỡ vào 25.000 một chiếc này. Đấy, có bảng giá rất là rõ ràng. Nói chung là bà con mình, những cái người mà buôn bán mà để giá các bạn thì sẽ dễ bán hơn là không có để giá. Và từ xa đó, người ta đi, người ta đã nhìn thấy giá rồi. Đây, áo len chỉ giá 20.000 một chiếc này. Áo len chỉ 20.000 một chiếc. Các màu, màu vàng, màu trắng, ngắn, dài. Rồi đây, gấu bông giá 39.000. 39.000 một em. Có là con, nói chung các loại con luôn. Con cá sấu, con gấu, rồi con thỏ, các loại. Rồi có là kem mút này. Cái tiếng kem mút này lâu lắm rồi chưa nghe. Kem Bắc, kem Nam Định nhé. Kem Bắc, kem Nam Định, Giao Thủy, Hải Hậu. Cái tiếng bóp đấy là bóp bằng hơi. Ngày xưa nó có một cái con, người ta gọi là con chút chít ấy. Thì nó bằng cao su, sau đó mình bóp. Đây, trứng 27, 28, 32. Rồi hành Bắc 55, hành đỏ 60. Quần áo 30.000 một cái. Đầm rất là dài 30.000 một cái, đồ si đó. Rồi quần sôn, quần liner 100.000, 120. Thêu là 140. Đây là một ngôi chợ rất là lớn. Kể cả ở trong chợ và ngoài chợ. Ở Việt Nam thì khác với nước ngoài đó. Nước ngoài ta quy hoạch là ở trong chợ thì chỉ bán trong chợ thôi, không được bán ở bên ngoài.
Còn ở Việt Nam mình thì cái văn hóa dạng như là vỉa hè, buôn bán lề đường gắn liền với cái văn hóa ở trước cửa nhà này là người ta cũng cho thuê, chứ mình không phải là mình tự dưng mình hồi được đâu. Một ngày sẽ phải trả tiền một buổi vài chục ngàn. Đi tiếp các bạn nhìn này, các loại nho, trái cây. Quần áo, xôn. Nhãn hạt tiêu, 1 ký 25 ngàn. Đó, cố ghim luôn cả cái cân lên trên để ai mua thì đặt lên cân. Sắp hết rồi. Nhãn hạt tiêu 1 ký siêu ngọt. Ngọt ơi là ngọt. Ngọt, ngọt ơi là ngọt. Rồi giọng chị à? Trời ơi, nghe hay quá. Ngọt ơi là ngọt. Rồi, sữa đậu nành, lá dứa, đóng bịch hoặc đóng chai. Đậu nành, rau má, cung cấp xỉ lẻ. Trời ơi, đậu nành. Đậu nành nếu mà xỉ là nhiêu tiền một chai chị? À, chai là 10 ngàn, bịch 22 ngàn, chai 500ml à? Dạ. Dạ, dạ. Rồi, em cảm ơn. Bà Tư, từ năm 1981 nhé. Vậy tới nay cũng là hơn 40 năm rồi. Bán cua đồng xay. Dạ, Sài Gòn ngày nay ạ. Sài Gòn ngày nay ạ. Đây, chị xay cua này. Chờ chị xay cua nhìn xinh gái quá. Chị ngoài Bắc à? Là ở đâu chị? Thái Bình. Thái Bình. Huyện nào? Quỳnh Phụ à? Dạ. Thì có nghề bán cua xay, ăn có canh cua rau đay mùng tơi. Cảm ơn chị nhá. Canh cua rau đay mùng tơi ngon hết bài luôn. Như vậy là người mình ở trong Nam, nhưng mà hiện nay thì buôn bán là trong Nam ngoài Bắc cũng không có phân biệt gì cả. Đây các cô bán măng này, bán chuối. Đó. Chuối Đà Lạt. Ở đây là đường Tân Sơn Hòa nha các bạn. Rồi bông, rồi gà, khu này bán gà nhiều. Những anh đi bán muối. Rồi, ổi 15 ngàn một ký. Một ký 15 ngàn. Ổi nữ hoàng không hạt. Vịt quay, heo quay, chân giò. Đây, hot girl bán cà tím này. Hot girl bán cà tím hả anh? Dạ. Nhãn. Vâng, rồi. Rồi, chị thấy quay chị ngại nha. Thôi chỉ lướt qua thôi. Phương ơi, mới vừa ở đây mà. Đây, bên này văn phòng luật sư này. Cũng có những người bán. Dạ. Có những người là họ không muốn quay vì thực tế là nói thế này này các bạn này. Cũng có một cái lý do là nhiều người ở Việt Nam đó, họ thường hay vay mượn tín dụng đen. Thì hôm nay người ta bán chợ này, mai người ta bán chợ khác, không có một cái chỗ cố định. Và cũng có những người thì vay tín dụng đen sau đó thì không có trả được, nên là người ta cũng không có muốn xuất hiện ở trên hình. Nho không hạt 60 ngàn một ký.
Đây quán cơm Nga. Quán cơm này cũng nhiều món. Đó. Hủ tiếu, hai sa đéc. Ở nhà phân phối hải sản bây giờ cho thuê hai căn liền nhau rồi. Đây. À, có ghi cái chữ là Ủy ban Nhân dân phường 2 ra quân kiểm tra xử lý và giải tỏa các trường hợp chiếm dụng lòng đường vỉa hè để kinh doanh trái quy định pháp luật từ 7 tháng 6 năm 2023. Đó, ở trên là bảng thông báo ra quân, nhưng mà hôm nay là ngày lễ nên là quân ở nhà không có ra quân nữa. Pháp luật ở Việt Nam mình thì cái việc mà thực thi đó đôi khi nó chưa nghiêm. Mình sang bên Thái Lan đó, thì khi mình có hỏi một cái anh bán hàng là của tại sao mà ngoài vỉa hè rộng mà anh không có để cái bảng quảng cáo của anh ra ngoài, hoặc anh không có để một hai cái bàn ra ngoài, thì anh ấy có nói là không, nhà của tôi là chỉ từ cái mí cửa này trở về trong thì tôi chỉ bán ở trong thôi. Còn phía bên ngoài đó là của nhà nước thì tôi không có, có sử dụng của nhà nước. Mà họ rất là ý thức, người ta không có chiếm dụng vỉa hè. Đây ví dụ như Tuấn Dẫn Đường, ví dụ cô bác nhìn phía trước này, vỉa hè là người của người đi bộ, còn lòng đường cho các loại xe. Nhưng bây giờ mà bày bán ra tận ngoài vỉa hè này thì đương nhiên là mình phải đi xuống dưới rồi, mình không thể đi ở trên vỉa hè được, bày ra hết phía bên ngoài. Thế nên là mới nói là của mình thì đôi khi pháp luật hoặc thông báo khẩu hiệu thì rất là rõ ràng, nhưng mà đến cái lúc thực hiện đó, đâu có phải là những người bán người ta không biết chữ đâu. Những người bán là đều biết chữ, và không biết chữ làm sao họ để được bảng giá. Nhưng mà nhiều khi những các cái quy định như bị phớt lờ, khiến cho cái tình hình giao thông nó trở nên lộn xộn hơn. Nếu như mà Việt Nam mình quy hoạch được những các cái chợ truyền thống tốt như là Thái Lan thì Tuấn Dương nghĩ sẽ rất rất tuyệt vời luôn. Các bạn thấy là xung quanh khu chợ là bà con mình buôn bán, thì cái này nó đảm bảo được cái tính nó đáp ứng được cái tính là tiện lợi cho nhu cầu. Nói chung là tiện đâu thì mua đấy, nhưng mà nó cũng góp phần làm ùn tắc này, cản trở giao thông. Đây có một cái tiệm là Bình Xú này, chuyên tôm, cua, ghẹ, các loại thủy hải sản. Lúc này bán cũng khá nhiều các loại hải sản. Các gian hàng bán tạp hóa. Tạp hóa, nước rửa chén. Bia, nước ngọt, bánh mì. Đây, em đi không? Keo dính ruồi, keo diệt chuột. Mình đi qua Singapore thì mình chưa nhìn thấy con chuột nào. Còn ở Việt Nam này thì nhìn thấy chuột khá là nhiều. Đây chúng ta vẫn đang có mặt ở trên con đường Tân Sơn Hòa. Đó, các cái sạp bán rau
Rồi giờ chúng ta sẽ đi đi. Quay vô trong chợ nhé. Đó, các sạp nhỏ nhỏ thôi. À, cô bác hãy coi và sẽ so sánh với một số những các cái trung tâm thương mại hoặc những cái siêu thị lớn để mình so sánh và cảm nhận. Rồi, chúng ta sẽ đi ra phía cổng chính nhé các bạn. À, bên ngoài là các cái tiệm bán vàng. Đây, bên này. Các tiệm bán quần áo. Rất nhiều mẫu, ở đây mua thì cũng dễ mua thôi. Đó, các mẫu quần áo dành cho nữ. Rồi, xin kết thúc cái clip đi chợ Phạm Văn Hai vào sáng ngày 27 tháng 9 và xin dừng video tại đây. Hẹn gặp quý cô chú anh chị trong những clip kế tiếp, và hãy đừng quên bấm nút like, đăng ký kênh để ủng hộ Tuấn Dương ra nhiều video mới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.